Xin chào các bạn. Tổng thống Vladimir Putin hôm ngày 14 tháng 6 đã cho biết Nga đã sẵn sàng bắt đầu đàm phán với Ukraine. Hôm nay chúng tôi đưa ra một đề xuất hòa bình thực sự cụ thể khác. Nếu Kiev và các nước phương Tây từ chối đề xuất này như họ từng làm trước đây, thì cuối cùng đó là vấn đề của họ. Họ phải chịu trách nhiệm chính trị và đạo đức về việc tiếp tục đổ máu. Tổng thống Putin tuyên bố trong cuộc gặp với các nhà ngoại giao cấp cao tại Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow hôm ngày 14 tháng 6. Ông Putin đã đưa ra một loạt điều kiện để bắt đầu đàm phán hòa bình với Ukraine, khẳng định các điều kiện này rất đơn giản. Quân đội Ukraine phải rút hoàn toàn khỏi Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk tự xưng, cũng như là các khu vực ở Zaporizhzhia và Kherson. Một khi Kiev tuyên bố sẵn sàng cho việc này và bắt đầu việc rút quân thực sự khỏi các khu vực này, cũng như chính thức từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng bắn và bắt đầu đàm phán, ông Putin nêu rõ. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng yêu cầu Ukraine duy trì quy chế trung lập, không liên kết và phi hạt nhân để giải quyết cuộc xung đột một cách hòa bình. Quan điểm cơ bản của chúng tôi như sau: quy chế trung lập, không liên kết, phi hạt nhân Ukraine cùng với việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa nước này. Những nội dung này đã được thống nhất rộng rãi trong các cuộc đàm phán ở Istanbul vào năm 2022, ông Putin cho biết. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng tham gia đàm phán với Ukraine càng sớm càng tốt, đồng thời thừa nhận những vấn đề phức tạp liên quan. Tôi nhắc lại, chúng tôi sẽ thực hiện việc này ngay lập tức. Đương nhiên, chúng tôi sẽ đồng thời đảm bảo việc rút lui an toàn và không bị cản trở của các đơn vị lực lượng Ukraine, ông chủ Điện Kremlin nói thêm. Tuy nhiên, ông Putin lưu ý rằng, nhiệm kỳ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kết thúc và tính hợp pháp của ông Zelensky không thể được khôi phục bằng bất kỳ cách nào. Theo ông Putin, Quốc hội Ukraine vẫn đang là cơ quan có thẩm quyền hợp pháp duy nhất ở nước này. Ông nói thêm rằng, việc hủy bỏ các cuộc bầu cử phản ánh bản chất của chính quyền hiện tại ở Kiev, khi nỗ lực bám lấy quyền lực bị hiến pháp Ukraine cấm. Theo quy định của hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky chấm dứt từ ngày 21 tháng 5. Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31 tháng 3 để chọn ra người kế nhiệm. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân luật như hiện nay. Ukraine bắt đầu thiết lập tình trạng thiết quân luật kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Kể từ đó đến nay, Quốc hội nước này đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật. Cuối năm 2022, sau khi Nga sáp nhập gồm 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cũng đưa ra kế hoạch hòa bình 10 điểm, trong đó có điều kiện yêu cầu Nga rút toàn bộ quân, bồi thường chiến tranh, khôi phục đường biên giới lãnh thổ năm 1991 của Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea. Moscow bác bỏ kế hoạch này, mặc dù nhiều lần khẳng định luôn để ngỏ đàm phán với Ukraine. Tổng thống Putin hôm nay cho biết NATO đã tìm cách biến Ukraine thành một sân khấu chống lại Nga và đã làm mọi thứ để có thể khiến quốc gia này chống lại quốc gia khác. Ông nhấn mạnh cuộc khủng hoảng Ukraine không phải là xung đột giữa hai quốc gia mà là kết quả của chính sách gây hấn của phương Tây. Cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine không phải là xung đột giữa hai quốc gia, càng không phải là hai dân tộc gây ra bởi một số vấn đề giữa họ. Nguồn gốc của cuộc xung đột không nằm ở quan hệ song phương. Những sự kiện đang diễn ra ở Ukraine là hậu quả trực tiếp của sự phát triển toàn cầu và châu Âu vào cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21. Đó là chính sách gây hấn và hoàn toàn liều lĩnh của phương Tây đã được theo đuổi trong suốt những năm qua, rất lâu trước khi Nga bắt đầu chiến dịch đặc biệt tại Ukraine, ông Putin giải thích. Đồng thời, người phát ngôn ngoại giao Nga tuyên bố thỏa thuận an ninh Mỹ-Ukraine mới được công bố chỉ là những mảnh giấy. Những thỏa thuận này không có nghĩa gì cả, chúng không có hiệu lực pháp lý. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 6. Bà Zakharova cho biết các thỏa thuận chủ yếu nhằm mục đích cho những công dân còn ở Ukraine thấy rằng cộng đồng thế giới dường như vẫn ở bên họ. Trên thực tế, họ trốn tránh mọi trách nhiệm pháp lý đối với tương lai của Ukraine, bà Zakharova nói thêm. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi Ukraine ký kết thỏa thuận hòa bình 10 năm với Mỹ và Nhật Bản bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italy. Thỏa thuận giúp củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine và đưa Ukraine đến gần hơn với tư cách thành viên NATO. Thỏa thuận nhằm cam kết các chính quyền tương lai của Mỹ sẽ ủng hộ Ukraine kể cả cựu Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Nội dung thỏa thuận nêu rõ, thỏa thuận an ninh Mỹ-Ukraine là khuôn khổ cho nỗ lực lâu dài nhằm giúp phát triển các lực lượng vũ trang lỗi thời của Ukraine và là một bước tiến tới việc Ukraine cuối cùng sẽ trở thành thành viên NATO. Thỏa thuận cũng tuyên bố Mỹ có ý định cung cấp trang thiết bị đào tạo và tư vấn dài hạn, hỗ trợ kỹ thuật, tình báo, an ninh, công nghiệp quốc phòng, thể chế và các hỗ trợ khác để phát triển lực lượng an ninh quốc phòng Ukraine có khả năng bảo vệ độc lập, chủ quyền, ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. Theo thỏa thuận, trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vũ trang vào Ukraine hoặc có mối đe dọa về một cuộc tấn công như vậy, giới chức trách Mỹ và Ukraine sẽ gặp nhau trong vòng 24 giờ để tham vấn và xác định những nhu cầu phòng vệ bổ sung mà Ukraine cần có.
thỏa thuận sẽ cho phép hai nước chia sẻ thông tin tình báo, tổ chức các chương trình huấn luyện và giáo dục quân sự cũng như các cuộc tập trận quân sự kết hợp. Về phần mình, Tổng thống Zelensky gọi đây là một thỏa thuận lịch sử giữa Mỹ và Ukraine, là cầu nối giúp Ukraine tiến gần hơn đến tư cách thành viên NATO. Kiev từ lâu đã theo đuổi mục tiêu gia nhập NATO, song đến nay, liên minh vẫn chưa đưa ra một lộ trình cụ thể để kết nạp Ukraine. Nếu gia nhập NATO, Ukraine sẽ được đảm bảo an ninh theo Điều 5 của Hiến chương NATO về cơ chế phòng thủ chung của khối. Tuy chưa đạt được mục đích gia nhập NATO, song Ukraine đã ký kết thỏa thuận an ninh song phương với nhiều quốc gia. Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 13 tháng 6 cho biết, Kiev đã ký tổng cộng 17 thỏa thuận an ninh và chuẩn bị ký thêm 10 thỏa thuận nữa. Các nhà lãnh đạo G7, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Anh và Mỹ đang nhóm họp thượng đỉnh ở Italy. Một trong những chủ đề của hội nghị là thảo luận phương cách duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine. Tại cuộc họp ngày 13 tháng 6, các nhà lãnh đạo G7 đã nhất trí kế hoạch lập quỹ cho vay 50 tỷ đô la để hỗ trợ Ukraine trích lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga. Trước vấn đề này, Tổng thống Putin tuyên bố kế hoạch thế chấp lợi nhuận từ tài sản Nga do G7 đề xuất là hành động ăn cắp và Moscow sẽ đáp trả. Các nước phương Tây đã đóng băng tài sản và dự trữ ngoại hối của Nga. Họ đang tìm cách xây dựng cơ sở pháp lý để chiếm đoạt chúng. Hành động ăn cắp sẽ luôn là ăn cắp, dù họ có dùng trò láu cá gì đi nữa. Điều đó sẽ dẫn tới những động thái trừng phạt, Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc họp với các lãnh đạo Bộ Ngoại giao Nga hôm nay. Phát biểu được đưa ra sau khi Thủ tướng Italy Meloni thông báo lãnh đạo các nước G7 đã nhất trí về kế hoạch thế chấp lợi nhuận phát sinh từ khối tài sản hơn 300 tỷ đô la của Nga đang bị đóng băng ở nước ngoài, chủ yếu là tại Liên minh châu Âu EU để vay 50 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine. Ông chủ Điện Kremlin cho rằng hành động này sẽ phá hủy hệ thống tài chính do chính phương Tây gây dựng, vốn mang lại sự thịnh vượng và nguồn tiền lớn cho họ thông qua các khoản vay nợ, nghĩa vụ tài chính trên khắp thế giới trong suốt hàng chục năm qua. Rõ ràng, mọi quốc gia và doanh nghiệp không còn an toàn cả về mặt kinh tế và pháp lý. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo của Mỹ và đồng minh phương Tây, ông nói thêm. Tổng thống Putin cũng tuyên bố Nga sẽ ngừng bắn và bắt đầu đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút toàn bộ lực lượng khỏi 4 tỉnh mà Moscow sáp nhập vào cuối năm 2022. Chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho các đơn vị Ukraine rút khỏi khu vực, ông nói thêm. EU hồi tháng 3 nhất trí tiếp xúc kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để viện trợ cho Ukraine. Kiev có thể nhận khoảng 3 tỷ euro, tức 3,25 tỷ đô la một năm, lên tới 15 tỷ euro cho giai đoạn 2023-2027, tùy theo điều kiện thị trường. Tuy nhiên, Mỹ muốn thúc đẩy nỗ lực nhanh hơn, mạnh hơn bằng một khoản vay lớn. Quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden nói Mỹ sẵn sàng cung cấp lên tới 50 tỷ đô la, nhưng đóng góp từ Washington có thể ít hơn đáng kể, bởi đây là sáng kiến chủng. Moscow từng chỉ trích ý tưởng của các nước G7 về tận dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine và dọa đáp trả. Tổng thống Putin hồi tháng 5 ký sắc lệnh về quy trình tịch thu tài sản của Mỹ bị đóng băng ở Nga để bù đắp thiệt hại do lệnh trừng phạt từ phương Tây gây ra. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.